Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trời ở Osaka rất là rét và mình đang ở công viên. Thì cái clip này mình xin chia sẻ với mọi người một số những cái kinh nghiệm xương máu mà mình đã trải qua và mình đã thực hiện. Khi mà học tiếng Nhật thì mọi người có rơi vào cái trường hợp như là học mãi không vào, học cầm cái quyển sách lên là buồn ngủ đúng không? Và học không có một cái, không thấy một cái sự tiến bộ gì cả. Các bạn có rơi vào trường hợp như thế bao giờ không? Thì với những cái cách mà mình sẽ chia sẻ ngay sau đây, mình hy vọng nó sẽ giúp mọi người rút ngắn được cái khoảng thời gian học tiếng Nhật xuống và sẽ cảm thấy yêu thích tiếng Nhật hơn, cố động được học tiếng Nhật hơn. Ok, trước khi đi vào những cái chia sẻ cụ thể thì xin mời con chào. Kinh nghiệm đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đó là học thật là chậm rãi. Tại sao mình lại chia sẻ như vậy? Bởi vì là tiếng Nhật là một cái ngôn ngữ khó đúng không? Tiếng Nhật là một cái ngôn ngữ khó và bạn muốn chinh phục nó thì bạn không thể nào mà chinh phục nó trong vòng ngày 1, ngày 2 được. Và chúng ta cần phải có một cái quá trình luyện tập dài, bền bỉ thì chúng ta mới thành công được. Cho nên là khi học tiếng Nhật bạn cố gắng không phải học làm sao thật nhanh để nhanh giỏi, mà bạn phải có một cái quá trình học thật là chậm chắc và phải làm sao để chúng ta có một cái tâm lý thoải mái khi mà học. Mình thấy có rất là nhiều bạn cái giai đoạn đầu rất là hăng say luyện tập, lao hùng hục vào học 4-5 quyển sách liền. Xong rồi 3-4 ngày sau thì lại đâu vào đấy. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người đó là mọi người phải có mục tiêu, những cái kế hoạch rõ ràng. Cái kế hoạch của bạn, cái mục tiêu của bạn càng rõ ràng bao nhiêu thì bạn lại càng thực hiện, hoàn thành nó một cách nhanh chóng bấy nhiêu. Có rất là nhiều bạn mình thấy đặt mục tiêu cũng viết ra giấy, đăng lên Facebook các kiểu, nhưng mà mục tiêu của các bạn nó cũng đừng có quá là cao so với cái khả năng của bạn. Bởi vì nếu mà cái mục tiêu nó quá cao thì bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu cả và cũng sẽ dễ gây ra sự nhàm chán nhất định. Ok, và quan trọng hơn cả thì cái mục tiêu đó cần phải được ghi ra giấy, bởi vì bạn không thể nhớ trong đầu là mình sẽ đạt được N1 trong tháng 7 năm nay. Không thể nhớ trong đầu, bạn phải ghi ra giấy, bạn chép nó lên tường, bạn phải dán vào đâu để khi mà bạn ở đâu bạn cũng có thể thấy nó, ví dụ trong nhà vệ sinh hay là dán vào tường hay là trước cửa nhà vân vân và vân vân. Cái này thì tùy bạn. Ok, mình nói đến đâu nhỉ? Nói đến cái đặt mục tiêu đúng không? Thì cái mục tiêu của bạn thì nó phải thực tế một chút. Ví dụ như bạn có mục tiêu là học tiếng Nhật chỉ là để giao tiếp với người Nhật thôi, hoặc là bạn có mục tiêu là năm nay mình sẽ đạt N1 trong vòng tháng 7 năm nay chẳng hạn, hoặc là có bạn đơn giản chỉ là thích cái cảm giác sung sướng khi mà xem phim tiếng Nhật không còn sát thôi đó. Thì mục tiêu các bạn như nào thì mình không biết, nhưng nó phải rõ ràng ra. Khi chúng ta có mục tiêu rồi thì chúng ta sẽ phải cần cái phương pháp. Thì có rất là nhiều phương pháp học, kiểu như mình đây đang đi dạo vào quầy vlog cũng là một cái phương pháp học rất là hiệu quả. Phương pháp học tiếng Việt rất là hiệu quả đúng không? Thì theo mình thì bạn cho dù bạn áp dụng cái phương pháp nào thì cái đấy bạn phải tự tìm hiểu trên mạng xem cái phương pháp nào nó phù hợp với mình nhất. Nhưng quan trọng hơn cả
đó là phải dựa trên cái sở thích, cái đam mê của mình. Bởi vì nếu mà mình không thích thì cho dù học đến mấy thì cũng rất là dễ nhanh chán. Ví dụ như có bạn thì thích ca hát thì mình có thể luyện tiếng Nhật bằng cách hát karaoke chẳng hạn. Hoặc là bạn nào thích truyện tranh, thích xem phim thì có thể xem phim đọc truyện tranh trên mạng chẳng hạn. Cái đấy cũng là một cái phương pháp học, không nhất thiết là cứ phải làm bài tập thật nhiều, ngồi trên lớp nghe giảng chăm chỉ, đúng không? Hoặc là nếu mà bạn nào mạnh dạn hơn nữa thì có thể lên Facebook và livestream, đúng không? Vừa bán hàng vừa học tiếng Nhật đều là một cái phương pháp học rất hiệu quả, mình thấy thế. Ok, điều thứ tư mình muốn chia sẻ với mọi người đó là mọi người phải tự tin lên. Tự tin cho mình đây là đi thỉnh thoảng giữa đường và quay vlog nói tiếng Việt rất rõ là to luôn. Mình không quan trọng là mình nói sai ở đâu cả. Khi mà học tiếng Nhật hoặc là một bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng thế. Cái điều quan trọng hơn cả là bạn phải tự tin, bạn phải tự tin giao tiếp lên. Thấy người nước ngoài là phải bắt chuyện, chứ không phải co rúm vào nói chuyện tiếng Việt với nhau làm gì cả. Đấy, mình không có ủng hộ nhé. Trên đời không có ai là hoàn hảo cả, cho nên là việc bạn nói sai là cái chuyện quá là bình thường luôn. Bởi vì mình không phải là người bản xứ đâu, mà người bản xứ thậm chí họ còn nói sai ấy. Cho nên là bạn không phải không được sự sai, đúng không? Phải tự tin lên, phải nói chuyện như mình đây. Thì cái yếu tố này là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và mình thấy đó là cái yếu tố quyết định lên là bạn có giỏi tiếng Nhật được hay không, là dựa vào cái sự tự tin của bạn là như thế nào. Tự tin trước nói chuyện trước đám đông, hay là tự tin nói chung là tự tin, hoặc là nói chung là phải tự tin vào cái khả năng của bản thân mình. Mình tin là bản thân mình sẽ làm được thì chúng ta sẽ làm được thôi, đúng không? Chúng ta mà không tin vào bản thân mình thì ai còn tin chúng ta nữa. Đây là cái câu mà mình nhớ và mình áp dụng nó suốt. Cái phương pháp thứ năm mình muốn chia sẻ với mọi người đó là khi mà học thì chúng ta đừng có học cái khó cùng một lúc. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bạn học 30 phút đầu thì bạn học một cái kiến thức nó khó khó một chút, sau đó bạn nghỉ ngơi khoảng 5 phút và 30 phút sau chúng ta lại học một cái nó dễ dễ một chút. Dễ không phải là dễ dưới cái level của bạn, mà là dễ như kiểu là học nó dễ vào ấy. Chúng ta phải thay đổi linh hoạt như thế thì nó mới đỡ nhàm chán được. Chứ đừng có cầm cái quyển từ điển dày cộm ra và học từ đầu đến cuối. Và mình dám chắc là trong phòng chỉ 30 phút đầu thôi thì bạn sẽ cảm thấy rất là nhàm chán và sẽ muốn vứt cái quyển từ điển đấy đi ngay và cầm cái điện thoại lên và lên Facebook và xem bạn bè chat chít là sao. Ok, đây là cái phương pháp thứ năm. Còn cái phương pháp thứ sáu mình muốn chia sẻ với mọi người đó là khi mà học thì mọi người tắt hết tất cả các thiết bị điện tử đi. Ví dụ như kiểu là tin nhắn Facebook hay là Line hay là gì gì đấy. Nói chung là không có ai làm phiền cả. Bởi vì khi mà mình đang học mà tự nhiên lại có ai đó nhắn tin đến, mình lại động đến cái điện thoại, mình nhắn tin, thì có phải là mình mất cái sự tập trung không? Khi mà học thì cái sự tập trung nó cũng khá là quan trọng. Mình mà không tập trung thì mình không bao giờ học được. Cho nên là đấy, phải tắt hết tất cả các thiết bị điện thoại nhé. Đi. Thì sau những cái tất cả những cái kinh nghiệm, những cái phương pháp ở trên bạn áp dụng mà bạn vẫn thấy là có một cái gì đó nó thiếu thiếu, thì cái phương pháp thứ 6 là cái phương pháp mà mình muốn giới thiệu với bạn. Cái phương pháp này nó là khi mà chúng ta chán, chúng ta không muốn học nữa, thì chúng ta hãy nhớ lại là chúng ta sang Nhật để làm gì. Chúng ta sang Nhật để làm gì? Chúng ta học tiếng Nhật để làm gì? Và khi chúng ta giỏi tiếng Nhật ý, thì chúng ta sẽ được những cái lợi ích gì? Ví dụ như kiểu là khi mình giỏi tiếng Nhật thì mình sẽ có nhiều bạn nữ yêu quý hơn này, hoặc là khi mà chúng ta giỏi tiếng Nhật thì chúng ta sẽ có một cái công việc ổn định hơn, hoặc là chỉ đơn giản là học vì đam mê như mình đây chẳng hạn. Tạo niềm vui mỗi ngày. Đây, chúng ta hãy nghĩ về những cái quãng thời gian chúng ta đã cố gắng, chúng ta đã bỏ thời gian, công sức, tiền bạc, mồ hôi, nước mắt để lao đầu vào học tiếng Nhật. Vậy thì những cái khó khăn nhỏ nhoi ở phía trước kia nó có xứng đáng để bạn bỏ cuộc không? Không xứng đáng, đúng không? Cho nên là đấy, khi mà áp dụng tất cả các phương pháp rồi mà vẫn thấy
cảm giác thiếu thì hãy xem lại cái phương pháp cuối cùng của mình nha. Hãy nhớ lại những cái gì mà chúng ta đã phấn đấu, những gì mà chúng ta đã cố gắng, xem thấy nó có xứng đáng không. Đây là bài chia sẻ của mình về những cái phương pháp học làm sao mà nó hiệu quả, nó không chán. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mọi người và giúp mọi người có những cái động lực học không chỉ tiếng Nhật mà kể cả một cái ngôn ngữ nào đấy. Ok, nếu mà thấy hay thì hãy chia sẻ, subscribe về clip này của mình. Hẹn mọi người ở cái clip lần sau nha. Ok.